Năm mới chúc các bạn xem livestream của thầy một buổi tối vui vẻ luôn nha các bạn ơi. Tâm Nguyễn ngầu quá anh ơi. Lê Quân, con chào chú Đạt, chú buổi tối vui vẻ. Các ông bạn nha, Lê Quân ơi. Nam Hận ơi, bạn vô duyên quá bạn ơi. Nam Hận, tụi mình khi nào nghỉ vậy chú? Anh mới vô duyên con có nói là không có nghĩ tới thì sao chỗ mình vô duyên lỡ lỡ chuyện chửi người ta hỏi này là Thiếu Còi, con chào chú. Con chào chúc thầy với các anh các học trò một buổi tối vui vẻ. Má là chỉ hút cỏm thôi. Chút đồ bụng vừa đó. Chút đồ bụng vừa đó. Có gì ngoài rồi. Chữ nói chữ mấy bài rồi. Mấy bài à? Mấy bài. Mấy bài. Không phải cốp cốp hả? Này Ngô, lương em sao chưa thấy hồi âm của anh vậy? Hồi âm gì? Cái này là hồi âm gì? Hồi âm gì đại Ngô ơi? Con đọc cái câu mà con thường nói con. Câu mà không tiếp khách qua điện thoại, Facebook và Zalo. Địa chỉ của tiệm là 32 Hết Vạn Đức, phường 5 Phú Nhuận nha các bạn. Thầy mình xin cover chuyên chụp hình luôn nha. Trời ơi, dễ gì mà đẹp. Các bạn nào có hình xăm không ưng ý vui lòng bạn nói chi tiết tiệm nha. Thầy mình không trả lời qua điện thoại hay Facebook luôn nha bạn ơi. Ước chanh đó kìa. Con dễ gì mà vô nhỏ xíu vậy? Con biết chi bự. Rồi hỏi Đại Ngô biết không? Đại Ngô ơi, anh biết chưa anh Đại Ngô ơi? Dễ hơn mà dễ hả? Anh hai cái xấu thiệt. Xấu thiệt. Đi hư rồi còn không biết chứ. Nghe có đi thử. Xấu thiệt. 35 ngày. Chào hỏi artist luôn nha. Rồi. Hãy artist thôi. Cao mày. Chị nói không? Hello, anh Trần luôn nha. Thấy mặt tái quá à. Lê ngồi đắt con bác. Đắt chiều luôn rồi.
Đây là nước bông múc bê của Hải nha các bạn. Ai yêu quý Hải, yêu quý cái phẩm của Hải, hãy chia sẻ livestream này cho bạn bè người thân cùng xem chung cho vui nha các bạn ơi. Tìm đi, tìm đi các bạn ơi. Sao món ăn Tết? Đừng ăn đồ nếp mấy ngày Tết này, ăn bánh tét chứ chưa. Đừng ăn bánh tét, ăn bánh chưng được. Tại mình xăm tay mình được ăn bánh chưng. Nói mày nhà thằng Cà Mau con nuôi là Tết mày được tiền đi chơi rồi, nó lì xì cho tiền bay chơi, nhận ngay cái thằng con nghèo. Cà Mau chùm sò mà luôn. Chiếc nhãn nó tính tính tiền lãi của nó 10 hơn 10 triệu. Ai? Cầm bao lâu tính 10 triệu? Cầm 4 tháng. 4 tháng mà tiền lãi 10 triệu. Mày cầm ở đâu? Ở đâu? Tao xạo rồi. Tiền lãi tao có mấy phần trăm cầm nó rẻ hơn. Cầm 35 triệu thôi. Nó cầm 35 triệu thôi chứ bảo. 35 triệu. Chột nhiêu? Dạ, chột tới 39 triệu nó cầm. Chột gửi bao nhiêu? Chị con nói là gửi thêm nó mới đủ. Đừng có nói gì mày cầm. Dạ. Anh kêu cầm lắm thì không. Không thì không. Trời ơi, nó coi vậy da kỳ vậy. Cái chị con kẹt đi. Ở giờ sao chuột. Da chuột. Ba mấy triệu lấy gì chuột. Con ai hỏi quên luôn con hỏi chuột không. Ba mấy bỏ đi, về mày bán chị giá nhiêu? Nó học thiệt rồi. À, thì mày trả giá nhiêu, mấy tỷ? Con với cả mấy chiếc đó là nó là học thiệt, còn là mẹ ta đi. Thì học thiệt cũng bao nhiêu ly đó? Con là 6 ly mấy. Vậy là mấy trăm mấy? Mấy trăm triệu hả? Lúc nó lên đưa học giả, biết nhận không? Tình ra cho. Lúc lên đưa học giả, mình nhìn ra. Đó lấy chị con em. Chị nó biết. Trả đủ nữa, ta bán mẹ. Có Hải, chào thầy. Dạ bảy nha cô Hải ơi. Mấy xe chứ nhận mấy trăm triệu rồi. Cà Mau xin nó đi con bỏ tiền. Địa chỉ của tiệm là 32 Hết Bữa Nước phường 5 Phú Nhuận nha các bạn. Các bạn nào có hình xăm không ưng ý vui lòng các bạn đến trực tiếp tiệm nha. Hẹn mình thăm trả lời qua điện thoại hay Facebook nha các bạn. Nó nói là cái hộp giả. Đây này hộp giả. Hộp nhân tạo mà. Mấy bà gì không đeo cái hộp xài đó. Đại Ngô, tí nữa mình gửi hình qua cho anh Đạt nhé. Đại Ngô ơi, anh lượng chỗ khác nha. Đại Ngô ơi, để cho thầy làm việc anh ơi. Anh cần gì đến trực tiếp tiệm nha anh ơi. Nguy đô la, con chào chú Đạt. Nói mấy người về hàng có nhận xanh đâu, tự nhiên có tiền. Anh Đại Ngô ơi, mấy người như vậy thầy không nhận xăm đâu nha anh ơi. Anh cần gì anh đến tiệm nha anh ơi. Bà tao ghét cái thằng hỏi giá. Nó là quen con ta, nó cũng hỏi thôi, nếu cưới chút mẹ con ta luôn. Nó hỏi vậy đó. Ờ, nó hỏi người ta luôn. Chết thì gái người ta. Cỏ mây khóa học bao nhiêu vậy thầy? Ở nó mới đọc chữ rồi. Cỏ mây ơi, bạn không biết đọc chữ ha, cỏ mây ơi. Bút tôi đăng trình hình như hỏi, mới đăng sáng nữa nha. Thanh Duy, con chào thầy và sư mẫu. Chào Thanh Duy nha. Alo. Lộn số anh ơi. Cò Hải khách hỏi 9 lần chưa xăm. 90 lần chưa xăm chứ đừng nói 9 lần. Cái đĩa ra ngoài. Thầy mấy anh hỏi dám hay không muốn xăm. Phạm Thái, con chào thầy. Chào anh Phạm Thái nha. Sao tốn tiền. Mày báo giá rẻ quá nữa rồi cũng má xăm xăm rẻ vậy. Còn báo giá mắc cũng được chứ cũng má ăn cướp sao. Cho nên gặp mấy anh đó đuổi luôn cho rồi khỏe. Cứ để cho nó nói mình chảnh cỡ thôi rồi mới tiếp nó mà mất thời gian thay quá. Không dám sạc luôn con. Ừ.
mẹ rồi. Chào Hải My nha, chào Minh Nhật luôn nha bạn ơi. Có mẹ đây con, có sư mẫu rồi con. Học bài đi con. Giờ vui bồ hay lên học bài vui ở đây. Bố vui. Đây là lớp Facebook mới của Hải nha các bạn. Ai yêu quý Hải, yêu quý tác phẩm của Hải, hãy hãy chia sẻ livestream này cho bạn bè người thân cùng xem chung cho vui nha các bạn ơi. Tìm đi, tìm đi các bạn ơi. Lương Nguyễn ơi, bạn comment nào mà mình không đọc rồi bạn ơi. Cậu Hải, đây chim của thầy vô coi, vô coi thôi, thả tim đi, thả tim thôi, được hỏi giá hay là đó. Trời đủ, con chào thầy yêu dấu Facebook mới của con. Thầy ơi, tí thầy xác nhận bạn cho con nhá. Con bị người ta hack Facebook đi rồi. Đọc mà nó đọc cái người ta viết con câu ngắn mà nó đọc kéo dài nha. Không biết thằng đó lần nào không? Dạ. Không biết thằng đó lần nào. Anh bỏ về tiệm cấp gì vậy không phải. Nó đâu phải học trò cho đâu mà nó là thầy chờ đủ đến tiếng tài hỏi phải không? Anh là chơi đủ nick là tên Đinh Tấn Tài đúng không anh ơi? Hỏi nó phải là tên là chờ đủ đến tiếng tài không? Tên như chứng minh nó vậy á. Nick chứng minh anh phải là chờ đủ Đinh Tấn Tài anh ơi. Đó là tài kinh đó hả? Phải, tài kinh khác luôn. Mẹ không phải học trò. Mẹ không âm mộ. Dạ Đinh Tấn Tài à thầy, Facebook con chuyển sang tiếng Nhật rồi. Nhật Tảo phải không? Không, tiếng gì quạch 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 quạch. Tiếng Nhật là Nhật Tảo. Vô đó là như sân nó không cho tụi bay đi luôn.
Để sao cái mai 12 triệu khủng luôn. Mình qua đi đi cái mai nó 2 triệu lên đặt cực cái cần. Cứ qua vô dình thái. Dường bất đầu mất cọt lên đi lên. Có nhiều chứ ai cũng về quê lại lận lơ. Nhưng sao tại người ta không về thôi, về làm sao giá với quê như vậy được. Từ 2 triệu. Địa chỉ của tiệm là 32 Hết Vượng Đức, phường 5 Phú Nhuận nha các bạn. Mai chơi 3 ngày. Thầy mình chuyên cover chuyên chơi hình luôn nha. Các bạn nào có hình xăm không muốn ý, vui lòng các bạn đến trực tiếp tiệm nha. Thầy mình thông trả lời qua điện thoại hay Facebook nha các bạn ơi. Kéo đòn không? Có Hải, thầy nhớ ghê thật. Nhớ được nó là Đinh Tấn Tài. Hay quá vậy thầy. Nhớ luôn có Hải chứ còn dắt đủ quá. Năng nỉ thầy ấp nước chút mẹ. Nói vậy không? Nhớ luôn tới có Hải đi. Thầy nhớ là Đinh Tấn Tài. Chào Nguyễn Kim Anh nha. Chào Trung Quốc Kỳ luôn nha. Đây là nick Facebook mới của thầy nha các bạn. Ai yêu quý thầy, yêu quý tác phẩm của thầy, các bạn hãy chia sẻ livestream này cho bạn bè người thân cùng xem chung cho vui nha các bạn ơi. Hello Hưng Tato luôn nha. Chẳng có 3, 4 năm với thầy rồi mà bạn hì hì. Ngọc Hà chào thầy. Chào bạn nha Ngọc Hà ơi. Dương Địch Giá chào thầy. Chào bạn Dương Địch Giá ơi. Năm tháng phải như vậy thầy ơi, chứ mấy đứa phong trào hồ hồ được 2-3 ngày phát chén. Mày bán đi xuống. Mày bán thêm chạy. Ở Cò Hải là phải là bị thầy hâm block nít hoài thôi. Anh Cò Hải ơi, anh là phải bị thầy hâm và lúc nít hoài phải không anh ơi? Mày đọc cà lâm chậm quá vậy. Không. Mấy giờ đèn tích niên đây, tôi biết tôi muốn tốc độ đây. Mấy giờ? Xong rồi em dọc về thôi. Trăm này lắp mặt tỏ luôn. Là Trương Phi luôn nha. Giờ em chạy về tới lúc không gần đây. Tên gần đây mà. Mà lò. Lúc lũ á. Gần phải lỡ mùa vô phải không? Đúng rồi. Lúc dưới con tôi chắc không về vậy. Tôi có căn nhà chảnh mà. Thế là nhằm mồi không mồi. Địa chỉ của tiệm là 32 Hết Vạn Nước, phường 5 Phú Nhuận nha các bạn. Thầy mình chuyên cover chuyên sửa hình luôn nha. Các bạn nào có hình xăm không muốn ý, vui lòng các bạn đến trực tiếp tiệm nha. Thầy mình thông trả lời qua điện thoại hay Facebook luôn nha các bạn. Em coi trên Facebook của anh á. Huy Nguyễn chào thầy, chào bạn luôn nha Huy Nguyễn ơi.
thành công chắc không ai dám lùi được. Sửa trong phạm vi đó không được lớn hơn. Đây là nước Facebook mới của thầy nha các bạn. Ai yêu quý thầy, yêu quý tác phẩm của thầy, các bạn hãy chia sẻ livestream này cho bạn bè người thân cùng xem chung cho vui nha các bạn ơi. Tim đi các bạn ơi. Ngọc Hà, thầy ơi, nếu như hình xăm như bạn đang nằm là bao nhiêu tiền vậy thầy? 900.000. Ngọc Hà ơi, 900 ngàn nha Ngọc Hà ơi. Quẹo lửa luôn nha Ngọc Hà ơi. Cọ Hải, Đức biết đâu rồi thầy. Con Cọ Hải chuyên bị dọ lóc nít đây. Luôn bị hù lóc nít nhưng không biết lý do gì. Thì là cái mối nữa con. Tại con kiếm chuyện nó hành lóc nít con. Bé Bảy, anh ơi làm thì làm nhớ ăn uống nhé. Mấy anh bé Bảy thầy. Tâm Minh Nguyễn, chào thầy và tất cả anh em học viên. Chào anh nha, anh Tâm Minh Nguyễn ơi. Đang thích lớn không Tâm? Anh Tâm Minh Nguyễn ơi, thầy hỏi anh ăn thích lớn không anh Tâm Minh Nguyễn ơi? Địa chỉ của tiệm là 32 Hít Quận Nước, phường 5 Phú Nhuận nha các bạn. Các bạn nào có hình xăm không ưng ý vui lòng các bạn đến trực tiếp tiệm nha. Hẹn mình không trả lời qua điện thoại hay Facebook luôn nha các bạn ơi. Cọ Hải, anh cầm máy quay, anh cầm máy đọc tốt quá thầy ơi. Chữ nào anh cũng nhắc lại hai lần cho mọi người nghe rõ. Ừ, má nó móc méo mình thấy không? Tại đó thằng Đức nè. Đó thằng Đức nó cầm máy thì cũng móc thằng Đức. Đức thăm rồi lóc lít hoài. Rồi tới mày thôi. Rồi Hải thôi. Tâm Minh Nguyễn, giờ này bù đầu thầy ơi, chưa rảnh ăn Tết. Bù đầu cỡ thầy không? Anh Tâm Minh Nguyễn ơi, anh bù đầu cỡ thầy không anh ơi? Thầy là sắp mặt luôn.
ăn tiếng Nhật nè thầy. Con chúc thầy và mọi người buổi tối vui vẻ, con làm đây nhớ xác nhận Facebook con nha thầy yêu dấu. Các bạn nha, đây là một hình sữa rất là nặng nha các bạn. Sau khi cover xong xuôi là hiện mất tiêu hình cũ. Bây giờ các bạn có thể tìm là hình cũ cũng được, nhưng mà không ra đâu. Ở đây chúng tôi chuyên cover sữa hình. Trước khi bạn bình luận một cái điều gì đó trong tác phẩm này, bạn coi lại hình lúc chưa sửa nha các bạn. Mình sẽ tập trung với tác phẩm lúc chưa sửa cho các bạn coi hình của ảnh. Ngồi yên anh nhảy quá, làm như đau quá. À, trước khi là hình sửa từ đây tới đây nét đen hết, khách yêu cầu sửa trong phạm vi này nha các bạn. Sau khi cover xong xuôi là mất tiêu luôn hình cũ rồi nha. Bây giờ hiện ra tác phẩm mới hoàn toàn không thấy được hình cũ. Mình sẽ up chung với tác phẩm lúc chưa sửa cho các bạn coi, thả lỏng tay ra. Sửa này cái khăn khâu. Bây giờ là ảnh không chỉ sụn chút tê cho nên ảnh rất là chuẩn men nha. Bây giờ ảnh coi là còn có khoảng 1 mét thôi. Đau quá. Mình up chung với tác phẩm lúc chưa sửa cho các bạn coi và so sánh nha. Ở trước ngực ảnh nguyên cái hình phạm vi là nét đen hết, không còn được hiện nó cũng miếng thịt nữa hết. Sau khi cover xong xuôi là hiện lên hình một tác phẩm mới hoàn toàn nha các bạn, mà không thấy được hình cũ nha. Các bạn có thể coi là hình cũ so sánh nha các bạn. Tại vì ở đây chúng tôi chuyên cover và chuyên sửa hình, sửa là mất luôn hình cũ hoàn toàn luôn. Đây là tác phẩm cover sửa hình hơi nặng nha các bạn, rất là nặng. Đây là dạng giống như thầy chạy luôn á, không còn miếng thịt trống nữa các bạn, hoàn toàn không còn miếng thịt trống. Và khách yêu cầu chỉ sửa trong phạm vi đó, không được sửa lớn hơn, tại vì người ta còn làm ăn cho nên người ta không muốn lớn hơn. Mình làm cái tác phẩm này trong vòng 3 tiếng nha các bạn, hoàn thiện tác phẩm. Bạn nào có hình hư không ưng ý có thể tới đây yêu cầu sửa theo ý của mình cũng được nha. Ảnh còn một cái tay bên kia nữa, các bạn nhìn mặt ảnh và các bạn coi nha. Địa chỉ chúng tôi là 32 Thích Quảng Đức, phường 5, quận Phú Nhuận nha các bạn. Ở đây chuyên cover và chuyên sửa hình.